Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang nhận các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước chúng ta đã chỉnh xong cái phần âm thanh này, tăng giảm âm lượng thôi chứ không có làm gì. Thì chúng ta đã xong kết thúc được cái quy trình chỉnh sửa video bạn. Thì cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ xuất kết quả ra thôi. Thì bạn sẽ thấy nè, chúng ta tới bước cuối cùng là bước số 6 gì nè. Thì xuất video ra. Thì bạn chú ý một số cái khi xuất ra thì như tôi nói cái quy trình rồi. Khi ban đầu khi bạn nhập cái dữ liệu, cái file chúng ta, cái nguồn chúng ta vào trong cái phần mềm Premiere, đây là phần mềm Premiere ha, thì cái đầu vào chúng ta nè, thì bạn sẽ chú ý những cái định dạng nào, và ngược lại khi bạn chỉnh sửa xong trong cái phần mềm Premiere bạn xuất ra thì bạn sẽ xem lại cái phần những cái định dạng nào đó, thì bạn phải lưu ý cái việc đó. Thì những cái định dạng đó thì tôi đã nói các bạn rất kỹ trong cái video số số 2 rồi, các bạn nào chưa xem thì nên xem lại ha bạn. Video số 2 nè, phím tắt và các định dạng phim nè, thì bạn nên xem lại trong cái video đó rồi. Thì sẵn đây tôi nhắc lại luôn, tôi nói trước các bạn cứ xem thử cái phần lý thuyết đi rồi tôi mở cái phần mềm lên rồi tôi cho bạn xem. Thì mặc định phần mềm thì nó sẽ có định dạng AV, là cái file này chất lượng rất tốt nhưng mà nó rất nặng. Rồi. Còn cái file mà cái người ta gọi dùng cái từ định dạng là code các bạn. Có các bạn thì gọi là code, các bạn gọi là codec các bạn. Codec. Rồi. Thì cái mã codec chúng ta là H.264 là cái thông dụng hiện tại giờ. Thông dụng hiện tại giờ là H.264 các bạn. Tại vì bạn thấy trên YouTube không, tất cả các video up lên trên YouTube thì nó chỉ chuyển sang cái mã codec này hết là H.264, tại vì nó vừa nhẹ nhưng mà cái chất lượng nó mặc dù nó chất lượng nó sẽ giảm hơn so với AV này nhưng mà nó vẫn tương đối là đẹp, nhưng mà nó rất là nhẹ nên trang web á thì hầu như là các trang mạng xã hội bây giờ thì người ta đều khi bạn up cái video lên á thì không biết là mã codec là gì nhưng mà đều chuyển sang cái mã chấm là H.264 hết. Rồi, đó là ưu điểm của này ha. Còn nếu mà các bạn muốn dạng mà lưu trong phim hay là trình chiếu những cái buổi sự kiện hay là những cái gì mà của công ty các bạn á, bạn muốn cái file chất lượng á, thì bạn nên chọn AV. Nhưng mà cái file này rất là nặng, AV ha. Rồi, chỉ vậy thôi. Còn không thì bạn hãy là xuất sang cái định dạng mã codec là QuickTime. QuickTime là cái gốc của nó là của bên Apple các bạn, của Apple. Nhưng mà với điều kiện là bạn phải cài cái phần mềm QuickTime của Apple để lấy cái mã code của nó, mã codec của nó. Tại vì cái này là cái gốc của công ty Apple mà. Rồi đó là những cái mà lưu ý quan trọng tôi giới thiệu nhắc nhở các bạn thôi. Còn bình thường thì những cái kia thì chúng ta ít sử dụng lắm. Và may mắn tôi nhắc các bạn luôn là nếu bạn nào làm bên đài truyền hình đó thì lưu ý cái hệ PON với hệ NTSC. Ở châu Âu thì sử dụng cái hệ NTSC. Ở Việt Nam ta thì sử dụng hệ PON. Bạn hay đọc là chữ PAN đó ha, như thế này. Thì tôi nhắc sơ lại cho bạn biết thôi, nhớ thôi. Thật ra là cách giải thích là khi nào dùng cái nào là hệ Y hay là chữ B đó. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn ở cái video số 2 rồi, là các định dạng phim. Bạn nào mà quên á, lỡ quên thì bạn hãy xem lại cái video đó. Video số 2 ha, các định dạng phim á. Rồi. Rồi sao nữa? Rồi một chút thì bạn lưu ý cái chỗ này, video là cái này và audio này. Audio thì 48.000Hz. Còn video thì chú ý phần lower first. Rồi, xong ha, lý thuyết như vậy ta làm thử nè. Rồi mở cái phần mềm Premiere lên. Sau khi bạn làm hết những cái thủ tục trước rồi đó, là chỉnh sửa video, chỉnh màu, hiệu ứng, chỉnh sửa âm thanh rồi đó, thì các bạn được cái hoàn chỉnh là bạn xuất ra. Xuất cái kết quả người ta ra. Giả sử như tôi được một cái file nào đó đi bạn. Tôi xóa hết những cái này đi. Tôi ví dụ ha. Giống như tôi được một cái file nào đó là hoàn chỉnh đi. Cái file sụt tôi đâu mất tiêu rồi ta. Cái reset tôi mất tiêu rồi. Đây, hãy sẽ tôi lôi đây một cái video nữa đi ha bạn, lấy ví dụ đi. Đây, cái video này đi ha. Video này có độ phân giải bao nhiêu vậy? Full HD nè, 1920, tần số âm thanh 48.000Hz, frame rate là 24 khung hình trên giây. Rồi, xong. Rồi, giả sử như tôi chỉnh sửa cái gì rồi, hết được cái phần này rồi á, thì tôi sẽ xuất ra kết quả cuối cùng nè. Thì bạn hãy click vào bạn lưu ý ha. Thì có hai trường hợp, một là cái ví dụ như bạn không có đánh dấu cái vùng làm việc á, nghĩa là bạn không đánh dấu chữ Y do á, thì bạn hãy xuất hết tất cả. Còn nếu bạn đánh dấu chữ Y nè, ở đây là chữ O, đây là chữ Y ha, tôi đánh chữ Y đây, rồi đây tôi đánh chữ O, đó, Y O là gì tôi đã hướng dẫn các bạn các video trước ha, đây là chữ Y nè, đánh dấu vùng làm việc mở đầu kết thúc. Thì khi bạn đánh dấu gì á, thì khi mà một chút các bạn render á, các bạn xuất ra kết quả cuối cùng á, thì bạn có thêm một cái lựa chọn nữa là xuất hết toàn bộ cái video này, xuất hết toàn bộ cái xíu quanh này tới thời điểm là cuối cùng luôn là 6 giây này, hay là xin lỗi, xuất hết cái từ 0 giây cho tới 9 giây này luôn, hay là bạn từ 0 giây cho tới 9 giây luôn, hay là bạn chỉ có cái lựa chọn là xuất chỉ trong cái vùng làm việc này thôi, tùy các bạn.
nếu mà bạn có đánh dấu IO các bạn lưu ý cái chỗ này ha, phân biệt cho rõ. Còn các bạn muốn mà xuất hết toàn bộ cái xi quanh các bạn mà tới cái thời điểm kết thúc này luôn á, thì các bạn hãy xóa cái IO này luôn, hoặc là bạn để luôn cũng được, tùy các bạn thôi. Nhưng mà tôi sẽ nhắc các bạn cái chỗ này, tại vì nhiều bạn nhiều khi không để ý cái việc này á, thì cứ đánh dấu IO đi rồi tới cái phần mà xuất ra thì các bạn thấy ủa sao mà xuất nó bị mất view đầu view cuối, là tại sao vậy? Là do chỗ này, do các bạn đã đánh dấu cái chữ I chứ o. IO là đánh dấu vùng làm việc á. Rồi à, muốn xóa cái IO này bạn lít chuột phải, bạn nhấn cái chữ clear cho tôi, clear nè, clear in này nào, chỉ vậy thôi. Rồi đó là tôi nhắc sơ đi ha. Rồi để xuất thì rất là đơn giản, là bạn lít chuột phải đây, bạn hãy lít vào cái chữ export. Tôi thường hay sử dụng phím tắt là Ctrl M, bạn bạn lít bên đây này cũng được nè. Bạn lít bên đây thì bạn lít cho tôi cái chữ bạn lít vào C1 hay gì đó nè bạn, bạn lít vô cái C1, bạn chọn export media nè. Nhưng mà tôi thường lít trên đây cho luôn cũng được, file nè, tôi thường lít trên đây ha, file nè, chọn cái chữ export vậy thôi. Lưu ý anh ta phải chọn cái nào, tôi đang chọn giả sử tôi đang chọn cái này đi, rồi cho đến file export thì nó mới sáng lên. Lưu ý ha, bạn chưa chọn cái view thì nó chưa sáng lên đâu, giả sử tôi chọn cái view này hoặc là nhấn Ctrl A chọn hết, rồi tôi nhấn file này, tôi chọn export xuất ra thì nó chỗ này nó mới sáng lên, sáng lên cái chữ media là chúng ta xuất ra kết quả. Hay là tôi sửa nhấn phím tắt là Ctrl cộng với chữ M đây, Ctrl M đây. Còn những cái định dạng kia thì chúng ta không thường hay sử dụng ha. Nhưng mà đây tôi nói luôn nè, ví dụ như bạn mà muốn xuất ra cái phần mềm mà của bên Apple á, nếu bạn nào biết ha, phần mềm chỉnh sửa video của Apple có tên là Final Cut Raw, thì bạn xuất ra định dạng này .xml.html á, thì chỉnh sửa video thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, có nhiều phần mềm chỉnh sửa video lắm. Một là chúng ta đang học về Adobe Premiere Pro của cái hãng Adobe, hai là của hãng DaVinci Resolve là hai chi chỉnh màu mà chỉnh video được luôn, ba là cái phần mềm Final Cut Raw của Apple, Final Cut Raw 10 của Apple, phần mềm rất mạnh mà của Apple, rất mạnh trong cái việc mà dựng những video 4K, video chất lượng rất cao bằng 4K, 8K nhưng mà nó không có bị giật, không bị lắc, rất là hay, rất là chuyên nghiệp các bạn. Final Cut Raw tại vì nó của Apple mà. Nhưng mà bù lại là cái chỉ dùng được trên cái thiết bị máy tính đầu của Apple thôi, giá rất là đắt đỏ. Rồi tức là tôi nói thêm ha, còn này là của Avid nè. Rồi vậy thôi, rồi giờ tôi sẽ xuất các bạn, nhấn Ctrl M hoặc là lít vào đây. Rồi nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại Xbox setting để chúng ta cài đặt xuất. Thì bạn làm theo tuần tự theo tôi ha, nhớ làm theo tuần tự nè. Thứ nhất là chọn cái output đây, rồi cái chuột nè, output. Rồi nếu mà trường hợp các bạn xuất ra đúng cái độ phân giải là Full HD luôn á, như là video ban đầu chúng ta nhập vô là Full HD á, cái project, cái xi quanh chúng ta tạo là Full HD, chúng ta xuất ra Full HD luôn thì không có gì. Còn nếu ngược lại, nếu mà bạn đang cái xi quanh mà đang Full HD như là 1920 nhưng mà 1080 á, bạn muốn chuyển sang cái tỷ lệ khác á, thì bạn hãy click vào đây để nó cắt sén bớt nè. Nhưng mà tôi khuyên là chúng ta không cắt sén, ta để nguyên như luôn đi. Scale to fit là nghĩa là cái nó giãn cho vừa khung hình chúng ta. Tại một số trường hợp á, các bạn làm bên đài truyền hình á, bạn xuất sang cái tỷ lệ 43, tại vì chúng ta đang ở cái tỷ lệ 16:9, như thế này đang là 16:9 nè bạn, có nghĩa là cái chiều ngang này là nó chia cho một tỷ lệ là 16, chiều ngang là 9 nè, bạn muốn chuyển sang tỷ lệ 43 đó. Rồi nhưng mà cái đó là trường hợp ngoài lề rồi, giờ chúng ta cứ làm mặc định của phần mềm đi 16:9 như thế này. Rồi xong ha bạn, xong cái phần trên đây rồi, bạn cứ để mặc định là scale to fit đi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xuất toàn bộ hay là trong cái vùng nào, thì bạn sẽ click xuống đây, xuống đây nè bạn, đây. Nếu các bạn muốn xuất hết toàn bộ cái xi quanh ta luôn thì bạn chọn đây entire xi quanh, là toàn bộ cái xi quanh ta. Lưu ý nha, xuất đây là toàn bộ xi quanh chúng ta là 10 giây 15 frame nè. Còn nếu các bạn muốn chỉ xuất trong cái vùng làm việc như tôi nói các bạn nãy, trong cái vùng IO đó, thì bạn chọn đây xi quanh IO now nè, bạn thấy chưa, bạn lưu ý phân biệt cho rõ nha. Xuất hết toàn bộ cái xi quanh ta thì chọn trên đây. Còn bạn chỉ xuất trong cái vùng làm việc mà nếu nãy bạn có đánh dấu chữ Y chữ O thì bạn chọn đây vậy thôi. Còn nếu trong đây bạn muốn giới hạn cái vùng nào đó thì bạn cũng thấy có thể làm được, bằng cách là bạn lít vào hai đầu nè, nó bằng rê nó, thì khi bạn xuất ra thì nó chỉ xuất trong cái vùng này thôi. Cái vùng này chúng ta làm từ đây cho tới đây thôi nè, nó cái phần ngoài nó sẽ mất, lưu ý kỹ ha. Rồi chúng ta phải học, chúng ta phải biết nhiều thứ. Còn nếu các bạn mà cứ làm bình thường xuất hết toàn bộ thì bạn cứ chọn entire xíu quanh cho tôi. Rồi ha, xong được cái vùng giới hạn xuất rồi, giờ chúng ta sẽ tới cái phần format để định dạng xuất đây. Qua tới đây, rồi.
Nếu các bạn mà muốn lấy cái xuất ra mà giống với cài đặt của cái xi quanh luôn á, thì bạn đánh dấu check vào đây cho nhanh. Thì tự động những cái này nó sẽ bị ẩn đi. Có nghĩa là khi cái xi quanh bạn nó định dạng format như thế nào á, thì nó lấy y chang cái định dạng luôn. Thì bạn chỉ cần đánh dấu check vào đây thì những cái tùy chọn này nó bị ẩn đi. Nó mặc định nó ngầm hiểu là các bạn lấy cái cài đặt cho nó giống như cái xi quanh. Rồi, còn nếu bạn không muốn xuất giống cái xi quanh đó, bạn muốn xuất theo cái định dạng khác á, thì bạn mỗi đánh dấu check đây, bắt đầu chúng ta sẽ làm việc nè. Đầu tiên, bạn chọn cho tôi cái loại mã code codec mà bạn bạn chọn bạn xuất ra như tôi nói ở đầu video nãy á. Rồi bạn muốn định dạng gì tùy theo cái nhu cầu của bạn. Thì nếu như mà bạn muốn mà làm cho sự kiện á, công ty hay doanh nghiệp của bạn á, bạn muốn trình chiếu á, cho khách hàng xem á, thì bạn nên chọn chất lượng cao thì chọn AV. Định dạng video ha, và chất lượng cao file rất là nặng AV. Chúng ta sẽ canh theo cái mục đích chúng ta dùng ha. Rồi, còn nếu như các bạn mà dùng mục đích dùng chỉ để là chia sẻ cho bạn bè chơi hoặc là up lên những cái trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, thì bạn sẽ chọn cho tôi cái mã codec này H.264. Rồi ha, từng trường hợp một phải bạn. Rồi, sau này thì nó phát triển mới hơn thì nó có một cái chuẩn cao hơn H.264, có tên là H.265. Chuẩn này sau này mới phát triển ra thì nó sẽ chất lượng nó cũng tương đương nhưng mà nó lại nén nhẹ hơn H.264, nhưng mà hiện tại giờ thì hầu hết thì nó chưa có phổ biến, nhưng mà cái chất lượng này cũng ok, chất lượng cũng tương đương H.264 thôi nhưng mà nó lại nhẹ hơn, thì bạn hãy chọn cái này cũng được, nhưng mà hiện tại giờ nó chưa phổ biến bằng H.264. Rồi ok ha. Hồi nãy giờ tôi đang hướng dẫn các bạn là toàn là xuất lên định dạng video hết ha, như là video á. Rồi một chút tôi sẽ nói phần ảnh sao, đó là video rồi. Rồi tiếp theo thì do cái này tôi chưa có cài QuickTime các bạn. Tiếp theo thì có nhiều bạn lại thích cái chuẩn của QuickTime bạn, cái mã codec của QuickTime của Apple á. Thấy chưa? Có nhiều bạn lại thích cái này. Thì tùy các bạn thôi. Tại vì có nhiều bạn thì thấy cái QuickTime cái chất lượng nó tốt hơn, nên bạn thích cái đó. Cái mã codec các bạn. Rồi, thì bạn dùng cái nào cũng được thì giờ tôi sẽ chọn thử cho bạn ha. Ví dụ như bạn chọn AV đi. Rồi thì bạn sẽ vào trong cái phần reset nè, bạn chọn cái mẫu AV ha. Thì AV thì tôi đã nói các bạn rồi, bạn hãy chọn cái NTSC hoặc là HiPon. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì chỉ là chọn HiPon thôi nha bạn. Là HiPon thôi. Rồi. HiPon thì tỷ lệ 16:9 là màn hình rộng nè, widescreen là 16:9 nè, bạn click vô đây. Còn này là tỷ lệ màn hình 43. Bạn chọn HiPon nè, DV. Rồi, sau đó bạn có thể kiểm tra lại là cái đài output name là đặt tên. Rồi định dạng AV nè, bạn coi cái độ phân giải đúng không, thì nó đang độ phân giải là 720x576 nè, 25 khung hình trên giây, không nén nè, uncompressed là không nén, thì này đang độ phân giải 720 thôi do cái video, nhưng mà tôi muốn là tỷ lệ, tôi muốn là full HD, tôi muốn là 1920, này tỷ lệ này không đúng rồi, cái độ phân giải này không đúng rồi bạn, nó bị thiếu rồi. Nói chung mà chỉ là 720, cái file nguồn chúng ta là 1920 nhưng 1080 nè, nhưng mà cái output chúng ta ra thì chúng ta chỉ có 720, thấy chưa, nên tôi sẽ không chọn cái này ha. Ta phải nên kiểm tra lại, kiểm tra lại cái phần độ phân giải nó như vậy là bị lỗi nè, chúng ta không có chọn cái đó được, cái chọn cái này nó bị mất đi cái phần dung lượng ta rồi. Nếu bạn chọn mát thì bạn nhìn nè, hai cái nó đồng bộ, cái phần đồng bộ hai cái phần mà độ phân giải này, 1920 là cái suột chúng ta, là cái nguồn gốc chúng ta nè, còn cái kết quả output là cái kết quả ra chúng ta nè, nó hai cái này giống nhau. Nếu bạn chọn cái mask ha, mask là đồng nhất á. Rồi trường hợp tôi sẽ chọn H.264 thử. Rồi H.264 là thông dụng, hầu như là các bạn thường hay sử dụng cái này. Reset đây, nếu reset thì nó đang để mặc định là mask suột luôn, có nghĩa là giống như là cái gốc, cái file gốc chúng ta luôn, nó thì bạn để tùy chọn này luôn cũng được. Thì hai cái nó đều giống nhau hết là HD nè, độ phân giải 1920x1080 nè, 1 nè, 23.976 là 24 khung hình trên giây nè, giống hết nè, thấy chưa. Rồi tới phần âm thanh thì 48.000Hz đây, 48.000Hz giống hết tất cả luôn, bạn chọn luôn cái này. Còn nếu không á, thì bạn hay là chọn những cái format nó, những cái reset sẵn có nè, nếu bạn up lên trên Facebook á, thì đây nó sẽ có luôn nè, Facebook nè, 1080p full HD, bạn thấy chưa. Rồi một cái, hai thì hoặc là bạn chọn là up trên YouTube hay là trên Twitter này, Twitter rồi trên Vimeo đây, rồi trên YouTube đây, thấy chưa. Thì ứng với cái nào mà nếu có độ phân giải cao hơn thì nó sẽ có độ phân giải là 4K nè, thấy chưa, 4K đây, Ultra HD, Vimeo cũng có 4K đây, Ultra HD, thấy chưa, những độ phân giải mà cao hơn bạn.
phone giải 4K này, như là cái đồ phone giải gấp 4 lần cái Full HD gì á, tôi nhớ không lầm là vậy. Rồi, còn không thì bạn chọn cái độ phân giải chuẩn HD. Đây nè, High Quality nè, 1080p HD nè, chuẩn này 4K nè. Thấy chưa, bạn có chọn thì chọn nào cũng được, bạn nó na ná nha không à, chứ không có khác đâu. Chỉ là cái tên nó để khác thôi. Hay là bạn muốn xuất theo cái rồi, cái gì thôi, ok rồi. Ta qua thêm cái mới đi, sẵn giới thiệu các bạn luôn. Tới cái QuickTime nha. Thấy nhiều anh chị người ta lại, có người lại thích cái QuickTime này. Rồi, cái QuickTime này thì bạn tiếp cái reset thì bạn chọn cái gì? Thì có anh chị thì chọn cái Pro Reset này mà. Có anh chị khác thì lại thích cái Pro Reset này. Cái chuẩn cao nhất của nó là đang chuẩn của nó là những cái RC là những cái bình thường nè, cao cấp nè. Bạn hãy chọn cái HQ này thử coi. Thấy chưa? Cái mã codec này nè, 1920x1.0 nè, 24 hình trên dây. Chất lượng 100 của Apple nè, mã codec của Apple nè. Quan trọng là chỗ này nè, uncompressed nghĩa là file không có nén. Boom 8000 nè, thấy chưa? Nhiều anh chị lại thích cái chuẩn này. Thấy chưa bạn? Apple Reset 422 HQ. Bạn thấy cao hơn thì bạn chọn ở trên đây lên tới độ giải 4K. Vậy thôi. Nó tùy các bạn ha. Con này là chỗ hàng GoPro. Cái thiết bị máy quay địa hình á, máy quay dùng cho thể thao á. Hoặc là bạn chọn những cái chuẩn là NTSC nè, hoặc là HiPon. Thôi, những cái này, những cái này là cái độ phân giải thấp rồi bạn, chỉ có 720x576 thôi, cho truyền hình thôi. Tại vì cho truyền hình chúng ta thì nó tiết kiệm cái băng thông đó bạn, nghĩa là tiết kiệm cái đường truyền á, nên là chế độ phân giải thấp lắm, chưa được HD, nó chỉ là 720x576 thôi. Bạn thấy chưa? Rồi. Tùy các bạn thôi ha. Bạn hãy chọn cái tùy chọn này. Nếu bạn chọn QuickTime, còn không thì tôi cứ chọn theo cái số đông đi, tôi chọn cái chuyện mà up lên trên YouTube hay Facebook hay là mạng xã hội gì đó, hoặc là chia sẻ cho bạn bè tôi thì tôi chọn H24. Rồi, xong. Sau đó tôi sẽ chọn cái độ phân giải là, nếu bạn chọn lên YouTube thì bạn chọn đây. Hoặc là tôi chọn cái độ phân giải HD nè. HD là viết tắt của chữ đây nè. Chọn cái này, High Quality 1080p HD nè. Đó. Sau đó tôi sẽ kiểm tra lần cuối cái phần output của tôi có giống như cái sụt không. Đây. Cái sụt tôi đang 1920 nè. 24 khung hình trên dây và 48.000 Hz. Còn cái output là cái tôi xuất ra nè, đúng không? 1920x1080, 24 khung hình trên dây. Giống luôn nè. Thấy chưa, 48.000 kHz. Rồi. Sau khi xong rồi tôi sẽ đích vào đây để đặt tên. Output name nè. Tôi muốn đặt tên gì đó tùy tôi. Thì tôi đặt tên là Tú 1 hay là Tú 2 gì đó. Ví dụ Tú 1 hay là test gì đó tùy các bạn. Bạn đặt tên gì cũng được các bạn. Nó test. Test 1 hay ví dụ gì ha. Rồi cái rồi chặn đuôi chấm 14 nè, cái đuôi này là không quan trọng ha, nó chỉ là cái đuôi thôi, quan trọng là quan trọng cái mã codec ở trong á, thì bạn nhấn chữ save đây, rồi nó sẽ lưu lại cái vị trí test 1 nè đó. Rồi sau đó bạn sẽ kiểm tra tiếp tục tới hai cái vị trí quan trọng là cái chỗ này và chỗ này, phải đánh dấu check vào đây, đánh dấu check vào đây để xuất hình ảnh, đánh dấu check vào đây để xuất có âm thanh. Nếu các bạn quên đánh dấu check vào đây á thì nó sẽ không có âm thanh nha, chỉ có hình ảnh thôi, hoặc là ngược lại. Rồi sau đó tiếp tục ta sẽ kiểm tra xuống những cái dòng dưới đây, 1, 2, 3, 6 dòng dưới đây. Thứ nhất là dòng effect. Nếu mà các bạn có chỉnh sửa những cái hiệu ứng mà các video trước hướng dẫn á, thì bạn phải kiểm tra đây có đánh dấu check không. Nếu chúng ta sử dụng loot á, thì bạn coi nó có đánh dấu check vô đây là sử dụng cái loot gì không. Đó. Nếu các bạn có dùng cái hiệu ứng mà chỉnh loot á, thì tự động đây nó sẽ đánh dấu check rồi, nhưng mà chúng ta sẽ kiểm tra lại. Vậy thôi. Ta phải làm thì ta phải kiểm tra lại. Rồi. Những cái kia thì nó không có gì, những cái này thì không quan trọng. Rồi xong. Tiếp theo tới phần video. Video thì bạn kiểm tra coi đúng cái độ phân giải là 1920x1080 không? Đúng không? Đúng rồi. Đúng cái độ phân giải trên đây chúng ta chọn các bạn. Ta kiểm tra lần cuối. Rồi cái tỷ lệ khung hình đúng là 1.0 nè, nghĩa là hình vuông. Rồi. Sao nữa? Rồi các bạn sẽ tiếp tục xuống đây là coi cái gì. Cái trong đây chúng ta đang kiểm chỉnh cái video ha. Trong cái video này bạn coi cái có cái chỗ quan trọng nữa là cái gì ta? Đã mất tiêu rồi. Cái này tôi tí bên đây là tôi mở cái phần phần này cho bạn xem. Rồi bạn chú ý cho tôi, như tôi nói trong đây tôi cố tình in đậm cho bạn thấy là trong cái phần video nè. Bạn chú ý cho tôi cái phần có ghi cái dòng là fill order đây. Bạn chú ý cho tôi là phải để cái chữ lower first lúc nào cũng vậy ha. Nghĩa là nó sẽ lấy cái khung hình cuối cùng á, lấy cái khung hình cuối cùng làm cái chuẩn để ta xuất, nó không bị giật. Đây lower first. Rồi nó là nằm ở đâu, nằm đây nè bạn, trong video nè, nó là đây nè, first order nè, đây cái dòng đây mà chú ý kỹ chứ phải là cái chữ là
lower first không, còn nếu không phải thì bạn phải sửa lại. Đây nè, đây không phải nè, đây là cái chữ progress drill nè, thấy chưa, không phải thì bạn phải đánh dấu check ở đây, bạn sửa lại. Tính nói các bạn cái này nhưng mà thôi đi, cũng những các bạn làm chơi chơi thì cũng không quan trọng đâu, thì bạn bỏ qua cái này cũng được đi, khỏi đánh dấu cũng được, rồi bỏ qua cái đó đi. Rồi bạn sẽ chú ý cho tôi tới cái phần dưới đây đi, cái phần hiệu năng nè, bạn hãy chọn chuyển cái này sang dạng CBR đi. Rồi thì bạn chú ý khi bạn chỉnh cái cường độ này lên thì cái mức độ cái chất lượng video nó sẽ tăng lên. Hiện tại cái video ta như mà tôi xuất ra render thì nó chỉ có 25m thôi nè, 25m thôi, thấy chưa, thì đây nó đang ở giá trị 20, bạn tăng cái này lên tối đa thì bạn thấy nè, nó sẽ lên tới 79m nè, thấy chưa. Đây là cái target bitrate, là cái tôi dự tính là m á, có nghĩa là khi bạn tăng cái này, đại khái là bạn tăng này lên thì chất lượng video bạn sẽ tăng lên vậy thôi. Mặc định cái này nó đang ở 20 thôi nè, hồi nãy là nói là cái con số 20 thì cái dung lượng cái file nếu tôi render là chỉ có 25m thôi, bạn tăng này lên thì nó sẽ tăng lên tới 79m, bạn thấy chưa, gấp 4 lần các bạn. Rồi tùy các bạn thôi, bạn chỉnh thì nó chất lượng tăng lên, nhưng mà đồng nghĩa với việc là cái dung lượng nó sẽ tăng lên, lưu ý ha. Rồi tiếp theo tới phần audio, thì bạn nếu bạn có xuất âm thanh thì bạn kiểm tra nó có âm thanh không. Đây nè, âm thanh chúng ta sử dụng cái mã codec là AAC. Rồi cái tần số âm thanh là thường thường giờ chúng ta sẽ sử dụng 48.000 Hz trở lên các bạn, chứ không còn sử dụng 44.100 nữa, 48.000 Hz. Sử dụng hai kênh bạn là stereo chứ không có mono. Mono là một kênh, có nghĩa là khi mà bạn nghe, tai nghe thường bạn nghe chỉ được một bên á, là do chúng ta lỡ chúng ta chỉnh sai chọn mono, nên chúng ta sẽ chọn là nghe cái hai lo, một lo trái và lo phải, thì chúng ta chọn stereo. Còn các bạn nào mà có mua sức trong những cái chỗ mà rạp chiếu phim mà cao cấp á, thì chúng ta sẽ có 5 cái lo, thì bạn chỉ người ta gọi là âm thanh vờm 5.0 á, 5.1 á, thì bạn chọn đây. Rồi còn những người dùng bình thường thì chỉ có hai lo thôi thì chọn stereo. Chất lượng âm thanh thì chọn 2 cao. Rồi cái này thì không có gì, qua luôn. Cấp xanh thì trong trường hợp mà các video trước mà tôi hướng dẫn các bạn mà có phụ đề á, thì khi mà có phụ đề thì tự động bạn sẽ chọn ở đây là phụ đề nào đó, thì đây nó sẽ hiện ra. Các bạn nhớ hay lưu ý ha, nhớ kiểm tra lại phần phụ đề ha. Nếu bạn làm cái phần phụ đề mà tôi đã hướng dẫn các bạn những video trước á, thì bạn nhớ cái đây, nếu đây nó có chọn phụ đề. Rồi cuối cùng là public là để xuất bản, trường hợp là chúng ta không có xuất bản lên trên những cái mạng xã hội như là Adobe Stock hay là gì đó, thì bạn bỏ qua phần này, hay là Behance nè, với điều kiện là bạn bạn đăng nhập cái tài khoản đó thì bạn xuất lên thôi, nó xuất trực tiếp lên luôn bạn, Facebook nè, YouTube nè, đó, Twitter nè, Vimeo nè, thấy chưa. Bạn chỉ cần click đến check ở đây, và bạn đăng nhập cái tài khoản account password thì nó sẽ tự động, sau khi nó render xong mà nó xuất lên trên mạng cho xã hội chúng ta luôn nè, YouTube nè, thấy chưa. Nhưng mà cái này thì thông thường các bạn ít sử dụng lắm, các bạn chỉ xuất lên trên cái phần ổ cứng của bạn thôi, sau đó bạn mới xuất ngược lên trên YouTube sao, Facebook sao. Rồi rồi sau khi xong hết những cái tab này rồi, bạn xuống đây kiểm tra thì bạn đánh dấu check vô đây cho tôi là render với chất lượng tối đa, thì bạn đánh dấu check vô đây. Rồi vậy thôi. Sau đó thì cái bạn kiểm tra lần cuối, bạn sẽ được là cái file chúng ta sẽ có dung lượng là 39m, đây là cái kết quả cuối cùng. Lưu ý ha, bạn muốn tăng lên thì bạn tăng cái CBR này tăng lên nè, nó sẽ lên 39m. Bạn thấy hiểu ý tôi ha. Rồi thì sẽ tôi cho mặc định cái này, nãy nó có 20 à. Rồi thì có 25m thôi chỗ này nè. Đó. Rồi. Sau khi bạn quyết định được cái chất lượng video rồi á, thì bạn sẽ có hai tùy chọn là bạn muốn xuất ngay, nhấn chì spot này, bạn chỉ cần click cái nút này thôi thì tự động nó sẽ xuất cái file này ra kết quả cuối cùng. Các bạn. Rồi đó là một lựa chọn. Lựa chọn thứ hai là bạn nhấn vào cái chữ Q này. Rồi thì nó sẽ mở ra một cái phần mềm trung gian để chúng ta xuất. Rồi nhấn cái này là chúng ta xong, các bạn kết thúc video này. Còn tôi sẽ nói thêm cái phần Q này để bạn mở lên cái phần mềm trung gian có tên là Adobe Media Encoder. Tự nhiên tôi sẽ nhớ, nãy tôi quên nói các bạn, trường hợp các bạn xuất theo một chuỗi ảnh nữa. Chuỗi ảnh là sao? Có nghĩa là nếu cái video các bạn á, bình thường các bạn xuất theo, nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn là xuất theo dạng video, nghĩa là ra một đúng một video thôi. Còn chúng ta không muốn xuất theo dạng video, chúng ta xuất theo dạng hình ảnh. Hình ảnh là sao? Nghĩa là giả sử như cái video bạn nó có đúng 1 giây thì là chúng ta cái sequence chúng ta là bao nhiêu? Cái sequence chúng ta là 24 khung hình trên giây, thì nếu bạn xuất ra 1 giây video thì nó sẽ có 24 tấm hình, 24 khung hình là 24 tấm hình. Vậy thôi. Còn bạn cứ nhân lên, ví dụ như video chúng ta có 10 phút thì bạn lấy 10 phút bạn nhân cho 60 giây, rồi sau đó 60 giây đó bạn nhân lên cho 24 khung hình
thì nó ra được là tổng cộng bao nhiêu? Hai bao nhiêu bạn? Bạn lấy máy tính bấm giùm tôi coi. Tôi nói lại ha. Giả sử tôi làm ra một cái video mà có 10 phút. 10 phút các bạn, tôi bấm thử nha. Rồi, bạn lấy 10 phút nè. Tôi vẽ lên trên màn hình luôn cho bạn dễ thấy nha. Đây, bạn lấy 10 phút. Rồi, giả sử như video tôi có 10 phút nè. 10 phút mà mỗi phút thì có 60 giây thì tôi nhân lên 60 giây. Rồi, mỗi giây thì tôi có bao nhiêu? Có đúng 24 khung hình, 24 frame á. Rồi, bạn tính cho tôi kết quả này ra được bao nhiêu? Thì 10 nhân 60 là 600 đúng không? 600 bằng nhân cho 24 thì ra được là 14.400 tấm hình. Vậy thôi. 14.400 frame, nhưng mà một frame này chúng ta là một, thật ra là một tấm hình đó, thì bạn trường hợp bạn xuất ra cái file ảnh đó, thì nó sẽ ra được 14.400 tấm hình. Vậy thôi. Đó. Rồi xuất ra file ảnh, nếu bạn mà muốn xuất ra file ảnh đó, thì bạn chọn những định dạng này, sẵn đây tôi hướng dẫn luôn ha, hướng dẫn thì hướng dẫn cho bạn cho hết luôn. Giờ tôi sẽ nói tới cái phần mà xuất ra định dạng ảnh này bạn. Dạng ảnh tôi sẽ nói trước đi, rồi sau đó tôi sẽ giải thích cho bạn là tại sao chúng ta phải xuất ra định dạng ảnh. Thì nếu như bạn xuất ra định dạng ảnh thông thường á, thì các bạn đã quá rành về cái định dạng ảnh là JPEG rồi, JPEG hoặc là PNG. Hai định dạng ảnh quá phổ biến đó là JPEG hoặc PNG. Rồi, các bạn nào mà muốn chất lượng ảnh cao hơn thì các bạn sẽ tăng lên, tăng mức độ lên là TIFF. Đây, TIFF đã tăng lên chất lượng rất là nhiều, thì rất là nặng rồi. Các bạn nào muốn cao hơn nữa, chất lượng ảnh mà cao hơn nữa, thì các bạn mà chất lượng ảnh cao hơn nữa ha, thì người ta chuyên nghiệp rồi, chuyên nghiệp tới mức độ các bạn muốn làm những cái kỹ xảo mà nó rất là khủng rồi, trong những cái bộ phim bơm tấn á, thì các bạn phải tăng lên là cái định dạng cao hơn nữa, là bạn phải chọn cái định dạng là Open HDR đây, hoặc là chọn cái định dạng này DNS đây. Bạn thấy chưa, theo cái kiến thức mà tôi được biết thôi, thì bạn hãy kiểm tra lại có đúng không, theo kiến thức tôi biết là vậy. Rồi, DNS nè, hoặc DBS gì đó, hoặc là Open HDR. Rồi, là những định dạng đó là cái chất lượng ảnh rất là tốt đó bạn, rất là cao. Rồi, ta xuất ra định dạng ảnh đây chi bạn? Câu trả lời là xuất ra định dạng ảnh chi? Thì các bạn biết á, là cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn. Rồi, nếu như mà bạn xuất ra định dạng video á, thì tôi sẽ nói cho bạn xem như thế này nè. Thì nếu mà bạn xuất ra định dạng video nha, thì cái định dạng mà những cái định dạng video mà tôi nói bạn ở đầu video á, thì những cái định dạng video đó là chúng ta xuất ra cái dạng kết quả cuối cùng. Nghĩa là bạn xuất ra định dạng video á, thì bạn lấy cái video đó là cái kết quả cuối cùng rồi, nghĩa là bạn không chỉnh sửa gì nữa. Bạn lấy cái kết quả đó bạn trình chiếu cho khách hàng, hay là bạn đưa lên những cái trang mạng xã hội gì đó, nói chung là bạn, nó là cái kết quả cuối cùng, bạn không chỉnh sửa gì nữa, thì bạn xuất ra định dạng video. Rồi, còn nếu như mà bạn xuất ra định dạng ảnh, bạn xuất ra định dạng ảnh bạn, định dạng ảnh ha, thì chúng ta không phải là cái kết quả cuối cùng, mà chúng ta sẽ sử dụng những cái tấm ảnh đó, chúng ta sẽ dùng cho những cái phần mềm khác nữa, còn những phần mềm chỉnh sửa hậu kỳ khác nữa, sẽ như After Effects hay là Node, là phần mềm Node các bạn, NUKE rồi đó. Phần mềm này là bạn, để tôi mở cái trang web cho bạn xem. Đây là trên cái trang chỉnh sửa video nè bạn, thì bạn hãy sử dụng những cái bức ảnh đó để tiếp tục chỉnh sửa hậu kỳ ở trong những cái phần kỹ xảo điện ảnh bởi phần mềm After Effects nè, Adobe After Effects đây đó, hoặc là cái phần mềm khủng hơn nữa là phần mềm Node này đó, thấy chưa. Bạn sử dụng những cái file đó, những cái phần ảnh đó để tiếp tục xử lý hậu kỳ ở những cái phần mềm kỹ xảo điện ảnh này, rất là khủng bạn, After Effects hoặc là Node đây. Rồi, thì tại sao vậy? Tại vì khi mà cái định dạng video đó, khi mà bạn xuất ra, nếu bạn xuất ra kết quả mà định dạng video á, là bạn dùng cho kết quả cuối cùng rồi, các bạn chỉnh sửa nữa thì những cái file đó là những cái file đã bị nén rồi, tại vì cái định dạng video á, thì cái kênh nó chỉ tối đa là 8 bit thôi bạn. Thì nếu bạn nào có biết á, biết cái kênh là gì á, thì bạn sẽ biết là những cái định dạng video là chỉ cái kênh tối đa là 8 bit thôi. Rồi, còn nếu bạn xuất ra định dạng ảnh thì nó sẽ là cái kênh nó là bao nhiêu, gấp đôi luôn bạn, 16 thậm chí là 32 bit luôn. Nếu nào xuất định dạng ảnh á, không tin thì bạn cứ làm thử đi, bạn cứ xuất thử một video mà với định dạng là chấm định dạng video nào cũng được, H.264 hay là AV cái nào cũng được, hoặc là AV không nén luôn nè, cho bạn sử dụng AV không nén luôn, uncompressed luôn. Rồi bạn so sánh với cái, sau đó bạn lấy cái đoạn video đó bạn so sánh với bạn xuất với định dạng ảnh. Định dạng ảnh thì giả sử tôi cho bạn lấy định dạng ảnh thông thường thôi, thông thường là JPEG hoặc là PNG thôi, bạn lấy hết tất cả những cái bức ảnh đó bạn so với cái video đó, bạn coi cái nào nó nhiều hơn, nó nhiều hơn gấp
những cái định dạng CPEG, PNG thôi là đã gấp 4-5 lần cái dạng định dạng video rồi, cái dung lượng á. Còn nếu bạn tăng lên mức độ là định dạng ảnh mà file chip đi thì nó gấp nhiều khi gấp cả chục lần luôn, chục lần cái định dạng dung lượng á, nó sẽ nặng hơn gấp cả chục lần so với định dạng video rồi. Còn nếu bạn sử dụng những cái file ảnh chất lượng cao hơn như là OpenSSR nè, hay là DNS này, hay là DBX gì nè, thì chất lượng còn kinh khủng nữa, chất lượng rất là nặng các bạn. Nhiều khi bạn như nãy tôi tính các bạn, nếu như trường hợp mà chúng ta chỉ có 10 phút thôi, như tôi nãy tôi tính đơn giản các bạn á là 10 phút thôi, mà tương ứng với 1 phút là nó sẽ có 60 giây, tương ứng với mỗi giây là nó sẽ có 24 khung hình, thì tôi nãy tôi nhân ra bao nhiêu, 14.400 tấm hình đó. Video thì chỉ là đúng một video thôi, nhưng mà hình thì bạn sẽ ra được là 14.400 tấm hình, và mỗi tấm hình nó sẽ có dung lượng là khoảng trên 50GB, khoảng như 60, tôi lấy giả sử như 60 MB, mỗi tấm hình nó sẽ có dung lượng là 60 MB, thì bạn nhân thử coi nó ra là bao nhiêu MB. Tôi bấm máy tính thử các bạn, bạn lấy cho 14.400, bạn nhân cho 60 ra được bao nhiêu MB. Để tôi nói sơ sơ thôi, ví dụ như lấy 14.400 nè, tôi nhân lên cho 60 MB thì nó sẽ ra được 864.000. Thì tôi lấy ví dụ nói cái cách đơn giản cho bạn, thì tôi bỏ số lẻ ha, 1.000 MB tôi sẽ được bao nhiêu là bạn. Tôi mới vừa tính bấm máy tính là 864.000 MB. Thì tôi lấy cái số chẵn là giả sử như là 1.000 MB là được 1GB đi, thì nó sẽ được là 864GB. Bạn thấy kinh khủng chưa? Chỉ là một video 10 phút thôi, chỉ là một video 10 phút thôi bạn, video 10 phút thôi mà nếu bạn xuất ra file ảnh mà mỗi tấm ảnh là 60 MB thì bạn được một cái file tổng cái dung lượng những bức ảnh đó là 864GB các bạn. Đó, 864GB. Thường các bạn mua cái máy tính, các bạn thường các bạn mua là một ổ SSD để cài hệ điều hành máy tính là khoảng 240 đó, và một cái ổ để chứa dữ liệu thì khoảng 1T, thì cái này nó đã là 864GB rồi. 1T là khoảng 1024 GB. Nó cái này nó là gần 900GB rồi. Bạn thấy chưa? Chỉ là một cái video 10 phút thôi nha. Một video 10 phút thôi. Bạn thấy kinh khủng chưa? Bởi vì khi mà những cái studio chuyên nghiệp á, người ta sẽ xuất ra định dạng ảnh các bạn, chứ không có phải xuất ra định dạng video đâu. Để người ta chỉnh sửa hậu kỳ nữa. Thì định dạng ảnh thì bạn phải chọn, người ta sẽ chọn là định dạng TIFF, tối thiểu là TIFF. Hoặc là cao hơn thì người ta sẽ chọn cái định dạng là S nè, OpenSSR hoặc là DNS này đó. Rồi đó, ta nói thêm ha, nói những cái phần mà thêm nó hơi cao cấp tí thôi. Còn những người thợ dùng thông thường chúng ta thì xuất sang cái kết quả cuối cùng thì phải chọn H264 hoặc là IV hoặc là QuickTime là đã ok rồi. Rồi ta bỏ qua cái phần chỉnh sửa ảnh đi ha, chỉnh bỏ qua cái phần mà xuất ra file ảnh đi. Nhiều file ảnh á, khi bạn nhập trong cái phần mềm After Effects á, thì nó sẽ hiểu một cái chuỗi, một cái chuỗi ảnh ghép ra thành một cái video. Thì phần mềm Premiere này cũng vậy thôi, khi mà bạn nhấp vào cái phần import á, bạn nhập file vào thì nếu mà nhiều file ảnh thì nó cũng sẽ có để cho bạn một cái dấu check để bạn chọn vô, nó sẽ có ghi cái chữ sequence. Nếu bạn đánh dấu check đó thì nó sẽ hiểu toàn bộ cái ảnh đó bạn, nó sẽ gộp thành một cái video cho bạn, và video đó chất lượng rất là cao nha bạn. Rồi nhớ tôi nói thêm thôi, quay lại vấn đề chính chúng ta là nếu như bạn click vào cái chữ export này thì bạn chỉ là xuất liền, click cái là nó xuất ra kết quả liền. Còn nếu không thì bạn click vô cái chữ Q này. Rồi, thì phần mềm nó sẽ tự động mở ra một cái phần mềm trung gian. Nếu bạn có cài phần mềm này trên máy tính thì nó sẽ mở ra cái phần mềm trung gian này có tên là Adobe Media Encoder. Các bạn, phần mềm trung gian đây có tên là Adobe Media Encoder. Tôi đang sử dụng phiên bản 2020 luôn ha. Đó. Rồi cái phần mềm này dùng làm gì? Tại sao chúng ta không xuất trực tiếp từ Premiere luôn? Thì nếu như bạn xuất trực tiếp từ Premiere thì các bạn click chữ gì xuất á, thì sau khi bạn nhấn cái chữ Escape rồi bạn xuất á, thì là bạn để cho cái máy nó chạy. Thì trong trường hợp các bạn, ví dụ như bạn có 10 cái đoạn video như thế này đi, mà bạn phải mỗi lần bạn phải nhấn chữ Export nó xuất, sau đó bạn đợi nửa tiếng sau nó xuất xong, rồi bạn phải chạy lại cái máy tính, bạn phải nhấn một lần thứ hai để xuất nữa, bạn phải làm 10 lần như vậy đó, thì nó mất công lắm. Ví dụ như mà bạn đi ngủ đi, lấy giờ bạn phải canh giờ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, mỗi lần bạn phải canh giờ, bạn thức dậy rồi bạn nhấn chữ xuất, đúng không? Làm gì thì mất công quá. Thì đây chúng ta sẽ có một cái phần mềm trung gian là phần mềm click vào cái chữ Q nè, thì nó sẽ mở ra cái phần mềm này, Adobe Media Encoder đây. Thì mỗi lần các bạn nhấn cái chữ Q á, thì mỗi lần nó sẽ thêm một cái dòng mới như đây. Đó, mỗi lần thêm một cái dòng mới. Rồi, sau khi bạn làm hết tất cả những cái dòng, những cái đoạn mà xung quanh chúng ta rồi á, thì các bạn chỉ cần click vào cái nút này thôi, cái nút play nè. Rồi, thì nó sẽ tự động xuất từ các bạn từ trên xuống dưới, theo thứ tự từ trên xuống dưới này. Đó.
nó xuất khi nào hết thì thôi, sau đó chúng ta đi ngủ. Sau khi bạn nhắn xong cái chữ play nè bạn, rồi chúng ta đi ngủ, thì tự động nó sẽ xuất cho chúng ta hết tất cả những cái dòng track này, những cái dòng, những cái sequence này. Nó tính từ trên xuống dưới, 1, 2, 3, 4, nó chạy hết từ trên dưới bạn cho đến cái cuối cùng luôn đó. Thì sáng thức dậy chúng ta thì bạn sẽ mở máy tính lên, bạn vẫn để máy tính chạy ha, giờ mở lên thì bạn thấy cái máy tính nó đã xuất không rồi, nó đã render xong rồi. Và lưu ý cái việc này là những bạn mới ban đầu mà khi sử dụng cái việc mà render mà qua đêm á, thì bạn phải cài đặt cái Windows, tôi đang sử dụng Windows 10 ha, cài đặt chế độ mà ngủ cho máy tính á, thì bỏ chế độ ngủ giùm tôi, như là máy tính nó có tắt màn hình nhưng mà bỏ chế độ ngủ. Thì tôi sẽ sẵn demo cho bạn xem nè. Bạn vào đây bạn đánh cho tôi cái chữ mà chế độ mà bảo vệ màn hình là chế độ sleep gì đó. Rồi. Sleep hay là chế độ power nè, power and sleep setting đây. Đó. Và trong đây bạn bỏ cho tôi cái tùy chọn này. Tùy chọn này là tắt màn hình thì bạn để 15 phút hay là nửa tiếng gì đó, cái này không quan trọng, nó chỉ là tắt cái màn hình thôi. Nhưng mà quan trọng chế độ sleep ngủ nè. Chế độ này nè bạn, ngủ. Ngủ là sao? Nghĩa là máy tính bạn nó sẽ tạm tắt hết tất cả các thiết bị không dùng đến, ngoại trừ cái RAM, ngoại trừ cái hành RAM bạn, để nó nhớ cái dữ liệu. Còn tất cả đều là tắt hết, nguồn CPU, main gì tắt hết, bàn quạt tắt hết, nó chỉ chừa lại cái RAM để nó lưu nhớ dữ liệu thôi. Nên là bạn phải không có chọn cái chế độ này, bạn phải chuyển cái chỗ này sang cái chữ never, là không bao giờ ngủ khi bạn render qua đêm. Lưu ý các bạn này ha. Bạn lưu ý ha, nếu bạn mà không chọn cái chữ never, mà thông thường máy tính ta sẽ chọn chế độ là nửa tiếng hoặc là một nửa tiếng 30 phút hoặc là một tiếng á, thì khi bạn render thì đúng 30 phút hoặc nửa tiếng thì máy tính của bạn tự nhiên cái nó quẹo cái nó ngủ, nó chuyển sang chế độ ngủ. Rồi khi chuyển sang chế độ ngủ là nó đâu render đâu, sáng ra thức dậy bạn xem thì máy tính ta đang ngủ rồi, bạn phải kích hoạt lại thì bắt đầu nó sẽ chạy render lại tự động, rất là mất thời gian. Lưu ý các bạn ha, với bạn ở chỗ này, những bạn nào mới thì hay bị lý này lắm, hồi xưa tôi cũng bị này. Rồi nên tôi chọn cái sleep này là never, khi mà tôi muốn thực hiện cái việc render qua đêm. Rồi trường hợp này tôi mới có một đoạn video nè, giả sử như tôi thêm một cái đoạn video mới ha, tôi lấy ví dụ này, giả sử như tôi chỉnh sửa cái gì đó tôi không biết, giả sử như tôi tạo mới một cái sequence mới ha, tôi ví dụ ha, giả sử như tôi file nè, tôi tạo mới một cái sequence mới, rồi cái sequence mới tôi tạo một cái sequence mới, tôi ví dụ sao đi, ví dụ làm đại cho nhanh đi, đỡ mất thời gian chúng ta. Rồi cái sequence này tôi đặt tên là sequence 02 gì đi. Rồi ví dụ đại đi ha, rồi tôi lôi cái video nào đó cũng lôi đại vào đi. Rồi. Rồi, sau đó tôi nhấn Ctrl M. Rồi. Sau đó tôi nhấn cái chữ Q, tôi lấy ví dụ đại ha bạn, bạn có chỉnh cái gì đó tùy các bạn sẽ Q. Rồi. Thì bạn thấy là nó sẽ xuất hiện thêm một cái dòng thứ hai. Thấy chưa? Hai dòng tương với hai cái sequence. Đó. Sau khi bạn làm hết tất cả những cái sequence của bạn thích rồi á, thì bạn chỉ cần click một đúng một cái click này thôi, Start Q, thì nó sẽ chạy từ trên xuống dưới. Rồi ok ha bạn ha, lưu ý cái này. Rồi giờ nó lưu vô đâu thì bạn lưu ý là nó lưu vô cái đường dẫn này bạn. Bạn muốn chỉnh lại bạn nhấp vô đây, bạn sửa lại cái đường dẫn. Tôi đang để cho mẫu C trong video test gì nè, trong thư mục video nè, bạn click vô đây để sửa lại cái đường dẫn đó. Thấy chưa, đặt tên lại luôn và sửa lại cái đường dẫn đó. Rồi vậy là xong rồi. Chỉ bằng click nút này cái là bạn đi ngủ qua đêm, là sáng thức dậy thì bạn thấy là chúng ta sẽ render xong. Và đối với cá nhân tôi thấy thì cái đối với những cái phần mềm của Adobe thì nó sẽ sử dụng ngốn RAM nhiều các bạn, CPU với RAM, CPU chạy 100% luôn, và RAM thì nó khoảng 70-80-90 đó, nó sẽ sử dụng CPU và RAM nhiều hơn, còn GPU thì khoảng 20-30 thôi, ít thôi đối với phần mềm, các phần mềm của Adobe này. Đó là cái cá nhân tôi ha. Bạn sử dụng bằng click vào đây bạn xem thử nè, Task Manager nè, bạn sẽ bật lên, bạn sẽ thấy nè, ví dụ như CPU chạy 100% RAM chạy 80-90 gì đó, còn GPU thì chạy khoảng 20-30% thôi, nó không nhiều các đồ quả bạn. Đa số các phần mềm của Adobe thì chạy CPU với GPU, CPU với RAM, memory là RAM. Rồi sao nữa? Rồi xong rồi. Thì là xin chúc mừng bạn là các bạn đã xong được cái phần giáo trình hướng dẫn học phần mềm Premiere rồi. Còn những cái phần sau nữa, những cái phần mà ví dụ như sau này mà chúng ta có thời gian á, thì bạn phải tải thêm những cái gì ta, những cái load in, những cái mà hiệu ứng bên ngoài của những công ty thứ ba. Tại vì trong cái Premiere này những cái hiệu ứng nó có sẵn, nó xấu lắm bạn. Một phần là nó xấu, hai là nó mất thời gian lắm. Bạn phải tải thêm những cái hiệu ứng của bên ngoài vào. Thì bạn những bên ngoài người ta bán các bạn, hoặc là bạn lên những cái trang mạng xã hội như Facebook đồ đó thì người ta chia sẻ nhiều lắm. Thì bạn lên đó bạn tìm kiếm, bạn tải về dùng những cái hiệu ứng nó cho đẹp. Còn cái phần những cái trong cái danh sách này tôi hướng dẫn bạn là những cái video cơ bản thôi, để bạn hiểu nhanh cái Premiere thôi, nó có cái gì thôi.
Rồi, giờ tôi kết thúc cái chuỗi mà hướng dẫn các bạn cái series hướng dẫn về cái phần mềm Adobe Premiere Pro 2020 ha. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác.